Từ ngày 18 đến ngày 28 tháng 6, hạm đội Thái Bình Dương của Nga tiến hành cuộc tập trận trên vùng biển Thái Bình Dương nhằm thực hành tác chiến chống tàu ngầm, phòng thủ trên biển cũng như là diễn tập chống các thiết bị bay và tàu không người lái. Theo Bộ Quốc phòng Nga, các lực lượng của hạm đội Thái Bình Dương đã bắt đầu triển khai từ căn cứ đóng quân đến các khu vực được chỉ định trong khuôn khổ cuộc tập trận liên hợp tại Thái Bình Dương, biển Ấn Độ Dương, biển Nhật Bản và biển Okhotsk. Tham gia tập trận có khoảng 40 tàu, thuyền và các tàu hỗ trợ, cùng với khoảng 20 máy bay của Hải quân và trực thăng, bao gồm cả các máy bay chống ngầm tầm xa, cùng trực thăng chống tàu ngầm và trực thăng cứu hộ. Ngoài ra, tham gia tập trận còn có một tàu ngầm đang rời cảng Vladivostok ở vùng Viễn Đông. Các lực lượng tham gia diễn tập sẽ thực hành tác chiến chống tàu ngầm, tổ chức phòng thủ theo nhiều dạng thức cho các phân đội tàu trong hải trình, tấn công tên lửa phối hợp chống lại các nhóm tàu địch và diễn tập đẩy lùi các cuộc tấn công của các thiết bị bay và tàu không người lái. Cuộc tập trận năm nay lần đầu tiên có tính chất phối hợp giữa hải đội Promoski, gồm các lực lượng phức hợp của hạm đội Thái Bình Dương và Bộ Chỉ huy Liên hợp binh sĩ và lực lượng vùng Đông Bắc Nga. NATO lớn tiếng đe dọa Trung Quốc phải trả giá. Mới đây, Tổng thư ký NATO ông Jens Stoltenberg cho biết Trung Quốc phải trả giá vì bị cáo buộc ủng hộ chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine, đồng thời cho rằng Bắc Kinh đang thúc đẩy cuộc xung đột bằng cách cung cấp vi điện tử và các linh kiện quan trọng khác cho Moscow. Trong bài phát biểu tại trung tâm Wilson ở Washington, ông Stoltenberg cho biết, thực tế là Trung Quốc đang thúc đẩy cuộc xung đột vũ trang lớn nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến thứ hai, đồng thời họ muốn duy trì mối quan hệ tốt đẹp với phương Tây. Vâng, Bắc Kinh không thể có cả hai cách. Ở một thời điểm nào đó, trừ khi Trung Quốc thay đổi hướng đi, các đồng minh cần phải trả giá. Stoltenberg đã nhiều lần chỉ trích Trung Quốc kể từ khi cuộc khủng hoảng Ukraine bắt đầu vào tháng 2 năm 2022. Ông cho rằng Bắc Kinh đang tạo điều kiện cho Nga chiến đấu chống lại Kiev, một người bạn châu Âu của NATO. Ông đã đưa ra những bình luận như vậy, ngay cả khi các nước NATO kéo dài cuộc xung đột bằng cách cung cấp hàng trăm tỷ USD viện trợ kinh tế và quân sự cho Ukraine. Tuyên bố vừa qua là lời chỉ trích gay gắt nhất của ông, cho thấy rằng NATO đang có thể tăng cường các biện pháp trừng phạt chống lại Trung Quốc. Ông cũng chỉ trích Triều Tiên và Iran, ủng hộ tổ hợp công nghiệp quốc phòng của Nga. Tổng thư ký NATO nhắc lại khẳng định rằng, NATO, một khối quân sự ban đầu được thành lập để chống lại Liên Xô, cần tham gia nhiều hơn nữa vào Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương để chống lại sự liên kết ngày càng gia tăng giữa Nga và những người bạn ở châu Á. Ông lưu ý rằng ông đã mời các nhà lãnh đạo Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc và New Zealand tới hội nghị thượng đỉnh NATO vào tháng tới tại Washington để cùng nhau hợp tác nhằm duy trì trật tự dựa trên luật lệ quốc tế. Ông cho biết Trung Quốc đang cung cấp cho Nga chất bán dẫn và các công nghệ quan trọng khác có ứng dụng quân sự, bao gồm cả các bộ phận cần thiết để chế tạo tên lửa và xe tăng. Ông nói thêm rằng Bắc Kinh cũng đã cung cấp cho Nga khả năng chụp ảnh và vệ tinh được cải tiến. Tất cả những điều này cho phép Moscow gây thêm thương vong và tàn phá cho Ukraine, củng cố nền tảng công nghiệp quốc phòng của Nga và trốn tránh tác động của các lệnh trừng phạt và kiểm soát xuất khẩu. Người đứng đầu NATO cũng nói về mối quan ngại của ông đối với Trung Quốc trong cuộc phỏng vấn với BBC vào hôm thứ Hai. Khi được hỏi, khối quân sự phương Tây có thể làm gì về vấn đề này, ông cho biết đã có một cuộc trò chuyện đang diễn ra về các biện pháp trừng phạt có thể xảy ra. Ở một giai đoạn nào đó, chúng ta nên xem xét một số loại tổn thất kinh tế nếu Trung Quốc không thay đổi hành vi của mình. Bắc Kinh đã nhiều lần bất chấp yêu cầu của Mỹ và các nước NATO khác để tham gia trừng phạt và cô lập Nga. Nhà lãnh đạo Trung Quốc đã thúc đẩy một kế hoạch hòa bình để chấm dứt giao tranh và chỉ ra rằng không thể bỏ qua những lo ngại an ninh chính đáng của Nga. Vào đầu năm nay, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã tố cáo NATO là cỗ máy chiến tranh biết đi, gây hỗn loạn ở bất cứ nơi nào họ đi tới. Bắc Kinh cáo buộc NATO can thiệp vào các vấn đề châu Á và nói rằng khối này là một con quái vật khủng khiếp đã mở rộng bàn tay đen đối với khu vực. Trung Quốc quyết liệt yêu cầu NATO ngừng đổ lỗi cho Bắc Kinh về chiến tranh tại Ukraine. Mới đây, Trung Quốc đã tuyên bố họ là một bên trung lập trong cuộc chiến giữa Nga và Ukraine và nhấn mạnh rằng họ không gửi viện trợ sát thương cho bên nào trong xung đột, không giống như Mỹ và các quốc gia phương Tây khác. Hôm qua, Trung Quốc đã kêu gọi NATO ngừng đổ lỗi cho Bắc Kinh về cuộc chiến tại Ukraine sau khi người đứng đầu liên minh quân sự này cáo buộc Bắc Kinh làm xấu đi cuộc xung đột thông qua sự hỗ trợ dành cho Nga. Đáp lại, Bắc Kinh thẳng thừng nói rằng NATO nên tự nhìn lại chính mình thay vì bôi nhọ và tấn công Trung Quốc một cách tùy tiện. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Lâm Kiếm, tuyên bố trong cuộc họp báo thường kỳ rằng chúng tôi khuyên NATO ngừng đổ lỗi và gieo rắc bất hòa, đừng đổ thêm dầu vào lửa, kích động đối đầu, mà thay vào đó hãy làm điều gì thiết thực để giải quyết cuộc khủng hoảng bằng chính trị. Quan hệ đối tác chiến lược giữa Trung Quốc và Nga đã phát triển mạnh mẽ hơn đáng kể từ sau khi cuộc chiến ở Ukraine bùng nổ. Thế nhưng Bắc Kinh đã phản đối những tuyên bố của phương Tây rằng họ đang hỗ trợ nỗ lực chiến tranh của Moscow. Các ngoại trưởng G7 vào hôm thứ Sáu tuần trước đã bày tỏ mối lo ngại mạnh mẽ về việc chuyển giao vật liệu và linh kiện có công dụng kép từ các doanh nghiệp Trung Quốc sang Nga, đang được Moscow sử dụng để mở rộng năng lực quân sự. Trung Quốc cũng đã bác bỏ các cáo buộc của G7 với tuyên bố rằng họ không thể cung cấp vũ khí cho Nga hay Ukraine, cũng như luôn duy trì kiểm soát chặt chẽ với hoạt động xuất khẩu hàng hóa lưỡng dụng. Tiếp tục với những tin tức quốc tế đáng chú ý, Quỹ đổi mới NATO xác nhận đã đầu tư trực tiếp vào 4 công ty công nghệ châu Âu trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, robot và công nghệ vũ trụ để giúp giải quyết các thách thức về quốc phòng, an ninh và khả năng phục hồi. Đây là đợt phân bổ đầu tiên của quỹ có giá trị lên tới 1 tỷ euro. Theo đó, các công ty nhận được tài trợ bao gồm Fractal AI, một nhà sản xuất chip máy tính có trụ sở tại London, Anh, nhằm tạo ra các mô hình ngôn ngữ lớn, giống như những mô hình giúp ChatGPT chạy nhanh hơn. RX Robotics của Đức chuyên thiết kế robot không người lái với các chức năng khác nhau, từ nâng vật nặng đến giám sát. Hai công ty khởi nghiệp còn lại là nhà sản xuất Icomat của Anh, chuyên sản xuất vật liệu nhẹ hơn cho phương tiện giao thông, và Bayfork, một công ty của xứ Wales chuyên khai thác các điều kiện của không gian, chẳng hạn như điều kiện vi trọng lực và chân không, để chế tạo chất bán dẫn trên quỹ đạo. Trước đó, Quỹ đổi mới NATO xác nhận họ đã đầu tư trực tiếp vào 4 công ty công nghệ châu Âu với mục tiêu giải quyết các thách thức về quốc phòng, an ninh và khả năng phục hồi. Cơ quan này đã phân bổ tài trợ cho Fractal AI, một nhà sản xuất chip máy tính có trụ sở London. Hai công ty khởi nghiệp còn lại là Icomat của Anh, một công ty xứ Wales chuyên chế tạo chất bán dẫn. Lãnh đạo cơ quan tình báo Nga vừa lên tiếng cảnh báo Ukraine nên nghiêm túc xem xét đề xuất mới nhất của Tổng thống Putin nhằm chấm dứt xung đột, nếu không Kiev sẽ phải đối mặt với các điều khoản cứng rắn hơn sau này. Cụ thể, theo người đứng đầu cơ quan tình báo đối ngoại Nga SVR, Sergei Naryshkin, việc Ukraine từ chối chấp nhận đề xuất mới nhất của Tổng thống Putin nhằm chấm dứt xung đột sẽ dẫn đến việc Moscow đặt ra các điều kiện cứng rắn hơn đối với bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình tiềm năng nào trong thời gian tới. Tổng thống Putin ngày 14 tháng 6 tuyên bố Moscow có thể sẽ ra lệnh ngừng bắn và bắt đầu đàm phán ngay khi Kiev rút hoàn toàn quân khỏi 4 vùng đã sáp nhập vào Nga, gồm Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhia. Nhà lãnh đạo Nga cũng nhấn mạnh một nền hòa bình lâu dài có thể đạt được nếu Ukraine cam kết duy trì tình trạng trung lập và chấp nhận thực tế rằng 4 vùng nêu trên cùng với bán đảo Crimea đã lựa chọn sáp nhập vào Nga. Theo ông Putin, tất cả những điều khoản này cùng với một số điều khoản khác cần được công nhận ở cấp độ quốc tế. Tiếp sau đó, phương Tây dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với Nga. Cả Ukraine và NATO đều bác bỏ đề xuất của Tổng thống Putin. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng những điều kiện mà Tổng thống Nga Putin đưa ra để chấm dứt xung đột là tối hậu thư đối với Kiev và do đó không thể chấp nhận được. Trao đổi với các phóng viên ngày 17 tháng 6, ông Naryshkin khẳng định đối phương là Ukraine nên chấp nhận lời đề nghị của Tổng thống Putin ngay bây giờ. Lãnh đạo cơ quan tình báo Nga cảnh báo, lần sau các điều khoản để đạt được lệnh ngừng bắn và một thỏa thuận hòa bình sẽ khó khăn hơn đối với Ukraine. Trước đó một ngày, phát biểu với các phóng viên tại Hội nghị Hòa bình do Thụy Sĩ đăng cai vào hôm 16 tháng 6, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba thừa nhận cuối cùng sẽ cần phải có sự tham gia của Nga vào các cuộc đàm phán hòa bình, nhưng Kiev muốn ở vị thế thương lượng tốt hơn.